Hôm nay em mang tất cả các bác đến một nhà vườn chuyên bán bưởi và bán chanh. Clip này thực tế là chuyên về cây chanh, trên chậu to, chậu nhỏ, trên thống, lục giác, bát giác và chậu vuông. Đấy, đây là số điện thoại này. Đấy, các bác mà có nhu cầu gọi điện vào số điện thoại là 0988 156 735 và 0903 99 491 899. Các bác nhìn lại số điện thoại nhá. Cây chanh nên rất là sai quả luôn. Đang ra nếp độc này và chuẩn bị ra hoa để vào Tết thì rất là đẹp. Đấy, mà chanh đảm bảo bảo hành là ra quả quanh năm luôn. Đấy. Hiện tại là nhà vườn bán chanh là quanh năm. Các bác nào có nhu cầu là mua cây to cây nhỏ đều có. Có những cây to khổng lồ luôn, tí em quay cho các bác xem. Bên trong kia rất là nhiều, bên trong vẫn đang trồng chanh. Tí nữa em đưa các bác vào cùng xem là cái vườn có những cây chanh to đúng như gần như gốc cây bưởi này. Cây bưởi này khoảng tầm 200 quả. Tí em đưa các bác vào. Bây giờ em đưa các bác ra xem những cây chanh ở mặt đường. Thì ngoài những gốc cây chanh to thì bên ngoài đường mặt đường này thì còn những gốc chanh cỡ trung bình. Đấy, gọi là giá bình dân thôi. Còn giá cả các bác cứ gọi điện trực tiếp vào số nhà vườn. Các bác xem. Cây rất là xanh và khỏe và đẹp luôn. Đấy, thực tế nhá, bên trong kia vẫn còn rất là nhiều. Để em quay qua đây rồi xem là em đưa các bác vào bên trong xem cách trồng chanh cũng như là trộn đất trộn cho cái chanh như thế nào. Các bác có nhu cầu mà muốn mua chanh hay là hỏi cách trồng, điện trực tiếp về vào cho nhà vườn thì nhà vườn cũng rất là nhiệt tình chia sẻ thôi, cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, cây chanh này. Các bác nhìn cây chanh này dai. Bây giờ em sẽ đưa các bác vào bên trong xem mô hình trồng chanh. Đây là chú trâu vàng cõng chanh. Cây chanh này sắp tới ra cái nếp nộc này lại ra hoa vào Tết rồi này. Đấy, đang ra quả vào Tết. Quả con này vào Tết là nó sẽ từ tầm như thế này. Còn quả này đến Tết là nó lại chín vàng quá. Cây chanh thì biết cách xử lý thì nó ra hoa gần như là quanh năm, vừa ra quả vừa ra hoa. Cây chanh trồng trên chiếc chậu khay này ra quả rất là sai và đẹp này các bác này. Đấy. Không nhất thiết là cứ phải cây to, chơi cây nhỏ nhỏ như này thôi, xinh xinh này thôi, vừa có thể ăn lá vừa có thể ăn quả. Đây các bác nhá. Bộ bên dưới này là không có rễ này. Đấy, bên dưới gốc chậu này là không có một tí rễ nào ăn xuống nhá. Đấy các bác thực tế. Cây là ăn trên chậu 100% vận chuyển không bao giờ sợ bị héo. Đấy. Em nghiêng lên một chút cho bác xem nhá. Đây thực tế này. Đấy. Úi, có cả ếch nhá. Thực tế là cây rất là cỡ trung mà trồng trên chậu khay, cây vẫn xanh tốt, nộc vẫn ra này, nộc này sắp tới là sẽ ra hoa. Đấy, bác nào nhu cầu mua thì điện số điện thoại đấy ở trên hình ảnh và trên tiêu đề. Cho nên này mà nhìn to hết, lúc ấy cẩu nhìn bé, đặt vào to. Đây, các bác nhìn cái gốc cây so mấy chân người ấy, rất là khổng lồ luôn.
vào trong chậu rồi. Đấy, cây chanh rất là sai. Ấy. À, cây chanh này gốc to ấy, ai ạ. Cái cây chanh anh đang vun gốc mà chưa nấp cây ấy mà Tết mà nó xanh được thì to lắm nhờ. Đang cho cái cây chanh lên chậu. Các bạn xem đây là cây chanh này. Đấy. Những cây chanh được cho lên chậu rất là sai. Đó, các bác ơi, thực tế cây chanh này. Đấy, trồng gốc trực tiếp là ở dưới gầm này là dễ không ăn xuống đất. Đấy, cây rất là to và sai luôn mà trồng trên chậu. Các bác nhìn dàn quả nhá. Cây chanh to. Hiện tại vẫn đang cẩu những cây chanh thay chậu và đưa từ dưới đất lên. Cây chanh đang cẩu kia có dàn quả rất là sai này. Đấy, rất là nhiều quả luôn. À, đây là đất để trồng chanh này. Đấy. À, tỷ lệ chấu mấy đất này. À, chấu mới so mấy hoa hồng thì như kiểu hoa hồng mà tỷ lệ nó là đất mấy chấu là 50-50 thì cái này thì khoảng tầm 1-3, 1-4, có nghĩa là một chấu phải 3-4 đất này. Cây chanh rất nó to. Đây. Đây là cây chanh cũng mới được đưa lên chậu. Nhiều bác cứ hỏi là làm cách nào cho chanh ra quả, thế em bảo rồi, một là đảo cây nên tạo đứt rễ thì cây nó sẽ ra hoa. Có nghĩa như cây này đây đang có quả này, các bác đưa lên chậu này nó héo sắp tới ra hoa rất là sai luôn. Nó cũng như cây này này. Đấy, như cây này là đưa lên đây này. Đấy, cây này chỉ cần khoảng sang tháng tới cây này sai chốc hoa. Đấy, cây này đảo nên cho nó héo đánh bầu. Sau khi đánh lên thì nó ra rất hoa, hoa rất là sai, vẫn đang cẩu. Chuyên chanh. Nhà vườn chuyên chanh và bưởi cảnh. Đấy, làm chanh ra rất là sai luôn.